Xin chào các bạn. Bữa nay mình sẽ phân tích đề thi giáo học kỳ 1 tiếng Anh lớp 9 của trường Phúc Lợi ở Long Biên, Hà Nội năm vừa rồi, tức là năm 2023-2024, để giúp cho chúng ta ôn tập cho cái kỳ thi giáo học kỳ 1 tiếng Anh lớp 9 năm nay, tức là năm 2024-2025. Chúng ta nhìn vô cái phần đầu tiên nha các bạn. Thì ở phần số 1, số 2 này người ta hỏi chúng ta cái âm nhấn nha các bạn, cái âm mà người ta gặp dưới đọc nó khác. Câu số 1 các bạn, nó đọc là impressed, âm tờ nha các bạn ha. Ở đây âm cuối của nó là S mà các bạn. Các bạn có thể tra cái video bên dưới của mình ha, ở phần ngữ pháp A1, A2, cái phần phát âm ED. Câu B tức là disappointed nha, âm mệt nha các bạn, tại âm cuối của nó là âm tờ. Wished, âm tờ nha, tại âm cuối của nó là S lớn nha các bạn, âm cuối của nó là âm sh. Và câu đi chúng ta đọc là stopped, cũng là âm tờ, tại âm cuối của nó là một âm câm, tức là âm pờ. Và thì chúng ta phải chọn là B nha các bạn. Câu số 2, tức là reserve, âm giờ ha các bạn ha. Sculpture, âm S ha. Skill cũng là âm S ha các bạn. Past cũng là âm S ha. Và thì đây chúng ta sẽ phải chọn là A. Câu số 3, số 4, người ta hỏi chúng ta cái trọng âm nha các bạn, cái trọng âm stress differently. Câu số 3, chúng ta đọc là famous, âm 1 nha các bạn. Workshop âm 1 nha. Village âm 1 nha các bạn. Bamboo âm 2 nha các bạn. Chúng ta nhớ cuối câu, trọng âm nằm cuối câu chúng ta đọc ngang. Vậy thì đếm ra phải chọn là D. Câu số 4 các bạn. Design âm 2 nha các bạn. Design nha các bạn. Design có cuối câu chúng ta đọc ngang nha. Mention âm 1 nha. Prefer cũng là âm 2 nha các bạn. Cuối câu chúng ta đọc ngang. Consist cuối câu chúng ta đọc ngang âm 2 nha. Và chữ đây chúng ta phải chọn là B nha các bạn. Và chúng ta nhìn cho phần tiếp theo thì ở phần này đó là chúng ta sẽ phải chọn cái lỗi sai nha các bạn ha. Câu số 5 các bạn, she would say ở đây chúng ta nói câu B là sai nha các bạn, tại vì ước nó có hai loại nha các bạn. Cũng câu lo thì ở đây là loại 1 nha. Thì loại 1 chúng ta nói được một cái chuyện mà nó không có thật ở hiện tại. Thì ở trên trong cái mệnh đề phía sau đó là chúng ta phải dùng là past simple nha. Nhưng mà cái động từ to be các bạn phải thành là were, nhưng mà she were nha các bạn ha. She were. Ta nhìn vô câu số 6 nha các bạn. Ba is very depressed because his close friend is moving to another town. Thì cái chỗ này chúng ta thấy cái chỗ này là sai nha các bạn. Tại vì ở đây chúng ta muốn mô tả cảm xúc, ba đây là người nha các bạn. Chúng ta muốn mô tả cái cảm xúc hoặc là chúng ta bị cái đó nó gây ra nha. Thì ở đây chúng ta phải sửa là depressed mới đúng nha các bạn. Depressed mới đúng nha. Tại vì cái việc mà bản thân của nó đó các bạn chuyển tới một cái thành phố, một cái thị trấn khác, cái khúc này nữa các bạn, là cái nguyên nhân làm cho cái thằng Ben này nó bị buồn nha các bạn. Câu số 7 nha. Nick asked from là liệu anh ta đã, cái này là sai nha các bạn. Tại câu này câu tường thuật. Vậy thì cái chỗ này đó chúng ta sẽ không được dùng hiện tại đây nha các bạn. Các bạn phải hạ xuống một thì. Thì ở đây nó có cái từ là reverse night, là cái đêm hôm trước. Vậy thì cái chỗ này bắt buộc các bạn phải đổi thành là past perfect nha các bạn. Had gone nha. Các bạn có thể tra video bên dưới của mình ở phần ngữ pháp B1 hoặc là B2 thì đều có cái phần mà cách đổi cái câu tường thuật nha các bạn. Ta nhìn câu số 8 nha. Min is the most gì đó, successful student in my class. Thì ở đây chúng ta muốn hỏi cái từ nào để mà nó bổ trợ cho nó làm tăng thêm cái so sánh nhất nha, superlative. Thì đây chỉ có một cái là by far nha các bạn ha. Ý nó là đứa này nó tức là so với những cái đứa khác trong lớp mà nó giỏi nhất, mà nó còn vượt xa mấy đứa đó nha các bạn. Câu số 9 nha. My parents once took me to the Bát Tràng village. I could make my own Bát Tràng village, cái làng Bát Tràng ha. Thì tôi có thể làm cái gì cho riêng tôi các bạn. Pottery, gốm sứ, lacquer là tranh sơn mài. Thì có đây các bạn phải chọn A nha các bạn ha. Pottery là gốm, đồ gốm. Câu số 10 các bạn. I love going to this place. It's a quiet place. Nó là một cái nơi yên tĩnh nhất ở trong thị trấn, ở trong cái thành phố. Vậy thì ở đây muốn diễn tả cái nguyên nhân đó, tại sao mình đi tới đó. Vậy thì cái chỗ này đó các bạn phải dùng là as nha các bạn ha. Vì ha. Từ as đây có nghĩa là because. 11. He wonder how. Rồi đây các bạn là how to do nha các bạn ha. How to tell nha các bạn. Rồi đây các bạn phải chọn how to tell nha. Chúng ta có một cái cấu trúc là chúng ta có các từ để hỏi các bạn ha. Ví dụ như là what các bạn, hay là where gì các bạn, vân vân các bạn ha. Thì các bạn dùng to do something nha. Nếu là
Nếu mà cái chủ ngữ ở phía sau này đó là nó cùng chủ ngữ nha các bạn. Tức là cái chủ ngữ của mình để phía trước và mình phía sau nó cùng chủ ngữ. Ví dụ như bây giờ cái câu này đáng lý chúng ta sẽ phải biết là làm sao. He wonder how he could nha các bạn ha. How he could do. Nhưng mà đây nó cùng chủ ngữ nữa các bạn thấy không? Cho vậy mà người ta sẽ thường người ta sẽ không viết như vậy, mà người ta sẽ bỏ đi ha. Người ta chuyển thành to nha. How to do. How to tell nha các bạn. Ở đây là how to tell. Câu số 12 nha các bạn. We had eaten lunch. Ở đây chúng ta để ý cái hành động nó xảy ra trước nha các bạn. Người ta dùng past perfect. Tức là cái chuyện này nó xảy ra trước cái hành động mà đi tới cái làng non nước gì đó. Thì ở đây chúng ta xem cái là sau khi, before, by the time, because thì các bạn phải chọn after nhé. Tức là sau khi mình ăn chưa xong thì mình đi tới đó. Câu 13 nha các bạn. If you like, you can gì đó, flowers on the cushion covers for you. Nếu bạn muốn thì tôi đó có thể cái gì đó, những cái bông hoa ở trên cái bao gối nha các bạn. Cover sẽ là cushion, cushion cover là cái bao gối. Vậy thì đây đó, những bông hoa trên bao gối các bạn trồng là không được rồi. Làm cũng không được. Embroider là theo và từ knit là cái mình đan các bạn, đan theo kiểu mà mình đan áo len á. Và thì đây các bạn phải chọn là embroider nha các bạn ạ. Là chúng ta theo mấy cái bông hoa. Câu 14 đó các bạn. The tourist gì đó. The product catalog and decided to buy this table. Rồi cái gì đó, các catalog sản phẩm chứ các bạn, product catalog. Và quyết định mua cái bàn này. Để các bạn xem ạ. File down, load down, look through. Vậy thì cái chỗ này đó, cái này các bạn phải chọn là look through nha các bạn ạ. Look through tức là mình nhìn đó, mình nhìn nó bằng với từ là giống như là investigate đó các bạn ạ. Tức là mình xem kỹ đó. Câu 15 các bạn. Of the cities we survey, tức là trong số những cái thành phố mà chúng tôi khảo sát đó, Singapore was gì đó, the worst rated by its resident for culture. Rồi đây xem các bạn, cái nào nó đi với lại cái so sánh nhất này nha. Vậy thì nó thấy là a bit, a lot, much, second nha các bạn ạ. Ý nó là tệ thứ hai nha, được đánh giá tệ thứ hai các bạn. Rồi chúng ta nhìn cho câu 16 nha các bạn. The teacher told the boy. Rồi các bạn thấy cái từ told nha các bạn. Told the boy to do something nha. To do something. Còn nếu mà các bạn muốn thêm not nhau, thì các bạn phải để not to do something. Not nó nằm phía trước nha các bạn. Vậy thì đây chúng ta chỉ có be hoặc là đi thôi. Các bạn xem cái nghĩa phía sau nha. Cái người giáo viên nói cái cậu con trai đó là không nói chuyện trong lớp nha các bạn. So much mà. Không nói chuyện nhiều nha. Các bạn phải chọn đi là hợp lý. Rồi chúng ta nhìn câu 17. Thank you very much for your help. Rồi để xem người B sẽ trả lời như thế nào. It's quite okay, that's right. I love to. You're welcome, các bạn phải chọn you're welcome nhé. Thì you're welcome nó có nghĩa là không có chi đó. 18. Phu nó nói là sao nè. I'm taking my talk for test tomorrow. Là tôi sẽ thi cái bài thi kiểm. Tức là mình sẽ có cái bài kiểm tra TOEFL ngày mai. Còn DC nó trả lời là sao các bạn. Good fortune, good luck. Thì các bạn phải chọn good luck nha các bạn. Ở đây chỉ có một cái từ good luck là chúc may mắn thôi. Còn mấy cái kia nó là một cái good fortune là một cái tài, một cái gia tài tốt các bạn ha. Good outcome là kết quả tốt. Good success là một cái thành công tốt thôi. Ở đây chỉ có copy là chúng ta nói chúc may mắn thôi. Rồi chúng ta nhìn như câu 19 với câu 20 thì ở phần này là chúng ta phải chọn một cái từ mà nó gần nghĩa nhất nha các bạn. Rồi chúng ta xem. The graduation is sad because the time we study together has come to the end. Rồi, tức là come to the end là nó đi đến hồi kết hả các bạn. Vậy thì cái từ nào đồng nghĩa với nó? Succeeded, begun, finished. Các bạn finished nha các bạn. Finished là kết thúc. Câu 20 các bạn. By is hired as. Rồi cái từ as ở đây có nghĩa là because nha các bạn. Because nha. Tức là ba nó mệt là bởi vì nó thức khuya xem phim. Vậy thì các bạn xem từ nào đồng nghĩa với nó các bạn. Although, since, but and since nha các bạn. Since ở đây có nghĩa là because luôn nha các bạn. Chứ không phải là từ khi nha. Rồi chúng ta nhìn vào phần tiếp theo. 21, 22 thì chúng ta phải chọn một cái từ trái nghĩa nha các bạn. Opposite. Câu 21 các bạn. A fruit and vegetables threw in abundance on the island. Rồi, có nghĩa là sao? Có nghĩa cái câu này có nghĩa là cái trái cây đó và cái rau đó nó phát triển trong cái sự màu mỡ nha các bạn. Ý nó là nó phát triển nhiều quá. Nó phát triển rất là nhiều ở trong cái trên cái hòn đảo này. Vì trái nghĩa là gì các bạn? Large quantity là số lượng lớn, small quantity
accept sufficiency. Các bạn chọn là small quantity nhé các bạn. Cái này là vượt mức, cái này là đủ rồi. Câu 22 nhé. At 8 o'clock, the plane took off. Took off là cất cánh nha các bạn không? Took off, into the air nè các bạn. Took off, cất cánh. Rồi, thì các bạn xem từ trái nghĩa, decrease là giảm, got stressed, chúng ta thay đồ đó các bạn, landed. Vậy thì cái chỗ này các bạn chọn landed nha các bạn không? Đáp, hạ cánh mà. Chúng ta nhìn vào phần tiếp theo các bạn. Câu 23 hả các bạn? Jeans are very popular with. Rồi cái này quần jean nha các bạn, thì nó rất phổ biến với cái gì đó. All over the world. Rich, old, young. Thì các bạn chọn young nha các bạn ha. Giới trẻ nha các bạn, người trẻ, young people. Some people say that the jeans are the uniform of the youth. Thì các bạn thấy là người ta nói này, là cái đồng phục của giới trẻ nha các bạn. But they haven't always been popular. The story of jeans started. Cái gì đó, tức là cái câu chuyện của cái quần jean nó bắt đầu gì đó cách đây là 200 năm. Để các bạn xem. At most là, tức là nhiều nhất các bạn. Closely là gần nhất. Hardly là hầu như không. Các bạn chọn almost xem. Almost tức là gần các bạn đó. Gần 200 năm, cách đây gần 200 năm. Ý nó ở đây là khoảng đó các bạn. People in general in Italy made pants. So the cloth made in Genoa Gino gì đó. Thì các bạn xem câu 25 các bạn. Rồi các bạn xem nha. Mọi người ở Genoa nha các bạn ha. Genoa Ý đó các bạn, Italy đó, làm cái quần jean. Vì thế mà cái vải mà được làm, cái chỗ này made ở đây là được làm nha, chứ không phải là động từ nha các bạn. Cái chỗ này đáng lẽ phải nói là which he made. Mà vì thế mà cái vải được làm ở Genoa thì được gọi là Gino nha các bạn. Vậy thì cái chỗ này các bạn phải chọn là câu đi nha các bạn ha. Tại vì cái câu nguyên cái khúc này nó chưa có động từ các bạn. Vậy thì ở đây cái từ khôn đấy là động từ chính nha. Ở đây là bị động mà. Câu 26 nha các bạn. Rồi. Because they were strong, Levi's pants become gì đó. Thế cái quần của Levi gì đó. Became gì đó. With gold miners. Gold miner là cái người đi đào vàng các bạn. Farmers and cowboys là cái người chăn bò. Vậy thì xem câu 26 là famous, popular. Các bạn phải chọn popular nha các bạn ha. Tại vì những cái người này các bạn ha. Popular tức là nhiều người ưa chuộng đó. Câu 27 các bạn, 6 years later, Levi began making his pants with blue cotton cloth called denim. Soon after, factory, rồi đây hỏi về người thôi, nhà máy thì đương nhiên các bạn phải chọn là cái gì? Worker đây các bạn ha, công nhân nhà máy ha. Rồi các bạn nhìn vô phần tiếp theo, thì phần bài đọc thì chúng ta nên đọc cái câu hỏi nha các bạn, rồi sau đó chúng ta trích xuất cái thông tin từ trong cái bài đọc. Câu 28 là các bạn, bullies can happen in following places except, tức là những cái việc bắt nạt đó, nó xảy ra những cái nơi nào theo sau, ngoại trừ, tức là chúng ta kiếm cái nào không có nha các bạn. Để các bạn xem là school yard có không các bạn, school yard có không, có đây các bạn, chúng ta không chọn nha. Classroom có không, đây có nha các bạn. Câu số 2, cái dòng tiếp theo này, but a new study suggests that classroom are not a popular place các bạn, tức là các phòng học nó là một cái nơi phổ biến khác. Rồi xem bathroom có không các bạn. Thì đây mới thấy là có một cái từ là teacher's office là hợp lý nha các bạn không? Là tại sao các bạn là nếu mà ở phòng giáo viên mà còn bắt nạt nữa thì chúng ta khỏi đi học luôn. Rồi các bạn xem câu C có không các bạn? Kiểm tra không các bạn? Sẽ belong gì đó. Cái này không có nha các bạn không? Đây là các bạn cái đoạn của số 3 này các bạn. Nè. Tác giả nghiên cứu cũng đề cập đến rằng là 8% nha các bạn, 8% những sinh viên đó mà trả lời đó nói rằng là họ bỏ lỡ trường học nha các bạn ha, tức là mình không đến trường đó, ít nhất là một lần một năm bởi vì là nỗi sợ bị bắt nạt. 25% đó là làm các hành động khác, ví dụ như là bỏ lỡ ra chơi nữa các bạn, hoặc là không đến cái bathroom hoặc ăn trưa nữa các bạn đó. Tức là mình không đi đến cái phòng cái nhà vệ sinh hoặc là ăn trưa, tại vì cái nơi đó là bị bắt nạt hả các bạn. Vậy thì ở đây là chọn câu đi lập lý nha các bạn. Câu 29 các bạn. Rồi cái dòng mà người ta yêu cầu được cái từ laugh at á, là nó có nghĩa là gì? Laugh at tức là mình cười nhạo ai nha các bạn. Khúc này nè các bạn, mình mới thấy đây, đây các bạn ha, đây nè các bạn ha, laugh at tức là mình cười nhạo ai ha. Vậy thì ở đây chúng ta xem
Các bạn thấy không? Tức là mình cười nhạo theo một cái cách mà không thân thiện nha các bạn ạ. Rồi. Một nửa đó, một nửa thì được báo cáo rằng là được gọi những cái tên mà làm đau lòng các bạn, hurtful để lên mình xúc phạm á. À. Vậy thì ở đây chúng ta xem cái từ nào hợp lý các bạn, made fun of. Thì cái này phải chọn là made fun of nha các bạn, tức là mình chế nhạo ai nha các bạn ha. Be là mình cười một cách mà tử tế là không đúng nha các bạn ha. Sao mặt là mình la hét vào. Look after well là chăm sóc tốt thì không đúng nha các bạn ha. Ta nhìn cái câu 30 các bạn. Xem mà cái nào theo sau đó, tức là một số sinh viên đó làm những cái nào theo sau để mà bảo vệ bản thân họ khỏi việc bắt nạt. Rồi các bạn xem là họ bỏ lỡ trường, cái này có nói nha các bạn ha. Cái khúc này có nói mà các bạn. Khúc nãy mình mới đọc đâu rồi ta. Đây được các bạn ha. Là các bạn cái này nói là các bạn 8% học sinh nó những người trả lời nói rằng họ bỏ lỡ trường nhưng mà ít nhất là một lần trong suốt năm học là bởi vì là họ sợ bị bắt nạt không cái đoạn này. Vậy thì cái chỗ này câu A là có nói nha các bạn ha. Câu A có nói. Câu A có nói thì chúng ta chọn cái này nha các bạn, chúng ta chìm xem câu B các bạn. Họ gọi ba mẹ của họ để giúp đỡ. Xem có không các bạn. Không có thấy có nói nha các bạn, không thấy có nói họ ba mẹ giúp đỡ nha các bạn. They try to hurt others, tức là họ cố mà làm đau, làm tổn thương người khác. Cái chỗ nào nói có không các bạn để xem. Không có nha các bạn ạ, không có nói tổn thương người khác nha các bạn ạ. Rồi cái đoạn đó là họ làm vỡ các cái đồ cái đồ các bạn belong belonging ở đây là cái đồ của người khác các bạn ạ, làm vỡ cái đồ của người khác. Thì cái chỗ này đó làm vỡ đồ của người khác để xem các bạn. Đây các bạn ạ, nhưng mà cái việc mà làm vỡ cái đồ của người khác là hurt their feeling là mình tổn hại, là tổn hại cái mình hurt their feeling tức là mình xúc phạm cả mình xúc phạm người khác các bạn. Hoặc là mình nói rằng cái đồ của họ bị vỡ, tức là ở đây là những cái người bully bắt nạt nha các bạn chứ không phải là những cái người mà bị bully, những cái người bị bắt nạt họ làm để bảo vệ cái bản thân họ nhé. Vậy thì cái câu này chúng ta chọn nó câu A đây đúng nha các bạn ạ. Câu A đây đúng nha các bạn. Câu 31 các bạn. Tác giả cảm thấy như thế nào về cái bài bắt nạt ở trường? Háo hức, cái này sai nha các bạn không? Thất vọng, lo lắng và puzzle, puzzle đây là bối rối các bạn. Vậy thì giữa cái này chúng ta chỉ thấy giữa cái này và cái này thì các bạn phải chọn cái worried, worried là đúng nha các bạn không? Hợp lý nhất ha, lo lắng về cái việc đó. Câu 32 các bạn. Cái nào theo sau đó có lẽ là cái tiêu đề tốt nhất cho cái đoạn văn các bạn thấy từ nãy giờ chúng ta đọc ở đây đó. Ta thấy toàn nói về cái bully không các bạn? Nói toàn nói về cái việc bắt nạt không à các bạn thấy không ạ? Người ta đọc lại rất là nhiều lần hả các bạn? À, thấy các bạn không? Nơi mà cái việc bắt nạt xảy ra này các bạn. Rồi các nghiên cứu nói rằng là kết quả này các bạn không? Rồi ở đây người ta nói với cái bắt toàn bộ này các bạn, toàn việc bắt nạt. Rất là nhiều lần nha các bạn, những cái từ bully người ta lặp lại rất là nhiều lần. Này các bạn thấy không ạ? Vậy thì cái chỗ này chúng ta sẽ thấy rằng là vậy thì cái câu B này là hợp lý nha các bạn ha. Cái việc bắt nạt ở trường nha, là hợp lý nha. Chúng ta nhìn cho phần tiếp theo các bạn là cái câu ở phần này đó người ta yêu cầu chúng ta là phải chọn một cái câu mà sao cho cái nghĩa nó giống với cái câu người ta cho các bạn. Câu 33. People don't trust him because he tells lies. Người ta không tin anh ta là bởi vì anh ta nói dối. Để xem các bạn. Câu A này, nếu mà anh ta nói dối thì mọi người sẽ không tin, cái này sai nhé các bạn. Tại vì cái câu này chúng ta dùng cái if lại một. If lại một là chúng ta muốn nói đến một cái khả năng có thể xảy ra hiện tại tương lai. Mà cái này nó nói một đây là một cái fact nha, đây là một cái sự thật mà. Câu B, nếu mà anh ta không giả nhưng mà anh ta không nói dối thì mọi người sẽ tin anh ta. Câu này hợp lý nha các bạn. Câu này hợp lý nha, tại vì người ta dùng một cái câu giả định mà. Câu không có thật ở hiện tại mà. Ở đây mà để if thì các bạn dùng past simple ha. Còn mà để chính các bạn dùng good hoặc là could. Câu C các bạn. Nếu anh ta không nói dối, cái này sai nha các bạn. Ở đây nó một cái sự thật mà. Ở câu B, câu D các bạn. Nếu mà anh ta nói dối giả nhưng mà anh ta kể lời nói dối, cái này sai nha các bạn ơi. Đó. Mọi người sẽ không tin ta. Vậy thì cái chỗ này nữa, câu B là hợp lý nha. Câu 34 các bạn. Cho dẫu là họ tới trễ, cho dẫu là họ trễ họ cũng không có vội. Rồi, tức là ở đây là ý nó là mặc dù đó các bạn. Từ chúng ta nhìn câu A ha. Rồi các bạn xem inspire that, cái này sai nha các bạn. Inspire đi với of nha. Ta nhớ nha. Inspire of nha các bạn. Câu B các bạn. Despite being late, mặc dù trễ, họ không vội. Câu này đúng nha các bạn.
Câu C các bạn, bởi vì trễ họ không vội, họ bởi vì trễ nên họ vội, cái này sai nha các bạn. Họ đang vội bởi vì họ trễ, cái này cũng sai nha các bạn. Vậy thì cái đấy chúng ta phải chọn là câu B là hợp lý nha. Rồi chúng ta nhìn vô phần tiếp theo các bạn. Rồi. Ở đây không thấy nói câu gì hết đâu. Ta nhìn câu kế tiếp nha các bạn. Câu 35. Rồi, anh ta bắt đầu học tiếng Pháp cách đây 6 năm. Thì các bạn nhớ nha, khi mà người ta dùng cái câu này đó, ta để từ xa tịch này các bạn, cách đây 6 năm, thì luôn luôn các bạn viết lại cái câu nó sẽ là anh ta đã học tiếng Pháp được 6 năm này nha các bạn. Câu A các bạn, là các bạn đúng y chang các bạn, anh ta đã học tiếng Pháp được 6 năm này các bạn ha. Luôn luôn là như vậy nha các bạn. Nếu mà người ta hỏi người ta câu này thì các bạn viết lại cái câu rồi viết lại y chang câu người ta cho. Câu B là đã 6 năm, đã 6 năm, cách đây 6 năm anh ta đã, cái này sai nha các bạn ha. Câu C các bạn là anh ta đã không học tiếng Pháp, cái này sai. Câu C là đã 6 năm từ khi, cái này sai nha các bạn. Sai là bởi vì cái từ sin, sau từ sin là các bạn phải dùng past simple nha các bạn. Và thì đây chúng ta phải chọn câu A là hợp lý. Đó, chúng ta nhìn như câu 36 nha các bạn. Do you believe in what the boy says, Mary? Tức là bạn có tin vào những gì đứa con trai nó nói không, Mary nè? Thằng Tom mới nói. Vậy thì Tom hỏi Mary, các bạn thấy cái chỗ này là cái câu này câu yes no question nha các bạn. Vậy thì khi mà các bạn dẫn nhập câu tường thuật đó, các bạn nó phải dẫn nhập nó bằng từ if hoặc là whether. Một trong hai từ. Vậy thì các bạn thấy là chỉ là be hoặc là đi thôi nha. Các bạn thấy có từ if và từ whether. Nhưng mà khi mà trong câu dẫn nhập trong câu tường thuật đó, các bạn phải đổi thì nha các bạn. Các bạn hạ xuống một thì. Các bạn xem. Tom asked Mary if she believed, các bạn thấy không nè, từ you ở đây tức là con Mary nha các bạn, từ đổi thành là she, các bạn thấy không ạ? Thứ hai là động từ, các bạn hạ xuống thì. Vào những gì đứa con trai đã nói, các bạn ở đây là hiện tại các bạn đổi hạ xuống thì, các bạn đúng, thì câu này hợp lý nha, câu này đúng nha các bạn. Câu D các bạn, Tom hỏi Mary là liệu cô ta, cái này sai nhưng cái này chưa có đổi mà. Và thì ở đây chúng ta chọn câu B là hợp lý. Ta nhìn câu 37 nha các bạn. They often went to this church when they were children. Tức là họ thường đi đến cái nhà thờ này khi mà họ còn nhỏ. Thì ở đây người ta hỏi, người ta used to, người ta nhớ nha các bạn, used to. Nó đi với lại be infinitive nha các bạn, tức là verb zero đó. Chúng ta nói đến một cái chuyện mà nó thường xuyên xảy ra ở trong quá khứ mà bây giờ không còn nữa. Vậy thì các bạn xem các bạn. Câu A, họ đã từng đi tới cái nhà thờ này khi họ còn nhỏ. Cái này đúng nha các bạn, các bạn cái cấu trúc không ạ? Sau to là nguyên mẫu nè, go to. Câu này đúng nha. Câu B các bạn, này sai các bạn, tại vì người ta dùng going là sai rồi. Câu C, they used to go to this church. Cái này sai nha các bạn, bởi vì ở đây nó là quá khứ mà, ta chưa có đổi cái bé bên đây. Câu D nha các bạn, we used to go, cái này sai nha các bạn, bởi vì cái chỗ này nó thiếu từ to nè. Vậy thì ở đây chúng ta phải chọn câu A là hợp lý. Đồng ta nhìn như câu 39 nha các bạn. They said, why did the student work hard? Tại sao những người học sinh đó lại học chăm? Chúng ta xem. They asked me why student. Sai nha các bạn, tại vì cái này nó thiếu cái từ the nữa các bạn. Các bạn lặp lại các bạn về để nguyên nha, cái này thiếu nè. Câu B, they asked why, cái này cũng y chang các bạn ha. Câu C các bạn, they asked me why the student. Ở đây chúng ta, câu C cũng sai, tại vì ở đây đó, động từ ở đây là hiện tại nè, simple present. Các bạn phải đả, các bạn hạ xuống một thì nha các bạn. Các bạn vừa thành là past simple nha. Các bạn phải hạ xuống một thì. Câu D các bạn, they asked me why the student worked hard. Các bạn thấy không ạ? Câu D hợp lý nha các bạn. Nên người ta đổi nè. Đồng tới nhìn câu 39 nha. Rồi các bạn thấy không? Used to nè các bạn không? Đương nhiên rồi. Thì nó nói được cái chuyện trong quá khứ rồi. Thì đương nhiên là như, các bạn xem câu A các bạn. Này sai nha các bạn ha? Used to là đã từng. Câu B nha các bạn, anh ta từng đi câu cá, go fishing. When he was, cái này sai nha, chưa đổi mà các bạn. He used to go fishing when he was small. Cái này đúng nha các bạn ha? Các bạn thấy người ta đổi nha. Đổi từ he và was ha? B này. Và bên đây là used to, sau used to là nguyên mẫu nè các bạn. Rồi câu D là sai, đương nhiên tại vì cái mệnh đề phía sau này nó chưa có nó chưa có động từ nha các bạn, nó mới có chủ ngữ à, nó mới chủ ngữ là he à. Câu 40 nha các bạn. Rồi, cái này người ta dùng never hả các bạn, và to before, đương nhiên các bạn phải dùng present perfect rồi. Có nghĩa ý câu này là mình chưa bao giờ di chuyển bằng máy bay trước đây đó. Câu A các bạn, I have not, sai nha các bạn. Cái từ never đó nó là phủ định rồi thì chúng ta không dùng not đó nha. I have traveled, cái này sai nha các bạn. Sai về nghĩa đó. I have never traveled, tôi chưa từng di chuyển bằng máy bay trước đây.
Câu này hợp lý nha các bạn. Câu này đúng nha. Xem câu đi các bạn. Tôi đã cái này sai nha các bạn. Tôi mà ai thì các bạn phải chia là has nha, không phải là has nha. Thì nên các bạn phải chọn là C nha các bạn. Thì nhìn chung nó mình nhận xét là cái đề dưới học kỳ tiếng Anh lớp 9 năm vừa rồi của Hà Nội ở trường Phúc Lợi nha các bạn. Thì nó tương đối là dễ thở các bạn, rất là so với lại trình độ chung của học sinh lớp 9 các bạn. Thì các bạn nào vững chút xíu là các bạn có thể lấy được điểm cao 9-10 của cái bài này khá là dễ dàng. Thanks for watching.